mình thì dòm lên thì mình không hơn người ta, nhưng dòm xuống thì mình cũng hơn nhiều người. Nhưng mà giờ phút này mình thấy những người khổ vậy đó, từ cái tâm mình ra để mình giúp đỡ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Thì trong cái dịp tình cờ Bùi Hồ đi qua huyện Chợ Mới này, nghe mọi người thông tin giới thiệu mới biết thì có một cái cửa hàng siêu thị không đông. Và ở đây mọi người có thể đến nhận mỗi khi gặp khó khăn. Cái câu khẩu hiệu ở đây đó là ai thiếu thì đến nhận, còn ai thừa thì đem cho. Thì hôm nay đến vào cái dịp này là cũng trời mưa nên cô chỉ có gặp cô với chú. Dạ con chào cô chú ạ. Dạ cho con vô cái tham quan cái cửa hàng mình ha cô chú. Dạ bên đây là gạo hả cô hả? Cái này quần áo mới không á nha. Ồ, gạo ở đây là mỗi một bịch như thế là bao nhiêu ký cô? 5 ký. À, mình sẽ tham quan trước đi. 5 kg. Là 5 ký. Ờ. Mì, cái này mì với mì nè. Dạ. Mày tính sửa sạn vô nữa đó. Cái này là tự cô vô luôn hay sao? Cô vô. Cảm ơn. Cô với cô chú với mấy cái cô ở sớm phụ tiếp á. Dạ. Thì cửa hàng của mình là chủ yếu là đồ chay. Đồ chay. Dạ. Lúc trước cũng có chơi rau củ nữa nghe, mà cô thấy hơi phiền phức là mấy cái người xe đẩy tội nghiệp người ta. Cho người ta kiếm chút đỉnh đó. Đây là quần áo hả cô hả? Cô có thể lấy lên một cái cho con xem mới được. Vậy nè, có lớn có nhỏ đủ cỡ. Quần áo mới luôn hả con? Mới không, cái này mới nè. À quần này là quần giữ ấm ha. Giữ ấm á cho bé ha. Dạ. Nó nhiều cỡ lắm. Ồ. Dạ, cái này giải mới nữa nè. Người ta này cái, dùng các cái này là mình mua lại hay là mạnh thường quân hỗ trợ thêm cô? Mới cho. Dạ. Cho 200 cái. Ồ. Dạ Út mới sáng này Út đem đi mai bề. Vậy là cô Út ha. Út cọp. Dạ. Cô Út kìa. Bên đây tham quan bên đây luôn đi. Thì ở đây có nước chào, mắm. Chào từng nước mắm chay. Ở dưới này. Từng hộp. À. Chào từng. Giống như một cái siêu thị của mình vậy đó. Y như siêu thị. Dạ nhưng mà chỉ khác là không có giá thôi. Dầu ăn. Nhìn đẹp quá ha. À. Cái này nó hơi lộn xộn cái bị bề ấy nè, tại bữa đây chao nè. Chao mì gói. Nó không có ngày dạ, không ngày tên ha. Không ngày tên, tại tên này nó hơi bị nhiều hơi lộn xộn. Đây là nước tương. Nói chung nhìn cái cách sắp xếp quá đẹp. Bột ngọt. Bên đây là cũng tất cả đều là đồ mới hết hả cô hả? Cái này là đồ mới. Có dạ. Cái này là đồ bận rồi, là dạ. Đi tự do. Bên này là đồ bận rồi. Dạ. Ồ. Đang của mình hoặc là của người khác nè. Số người ta bình thường quân ta lại đem đợi cho. Dạ. Cho giờ cái cô mán lên đó ai không có là con lấy anh đây là nhận quần áo không quá một cái trong một ngày trên một lần đồ mới ha. Ví dụ vô là lấy một bộ đồ mới vậy chứ không dạ. Được lấy 5-6 bộ. Ờ vâng, dạ. Dạ. Còn này là mình cũng mới nha con. Mình dạ, mình có phiếu có rẻ gì không cô? Cô bây giờ cô có phiếu. Dạ. Trước là vô lấy tự do. Dạ. Lấy quá sẽ nhiều rồi. Dạ. Nhiều quá cái mình thấy nó không ổn định. Không ổn định. Dạ, có người thì quá bây nhiều người thì không cô có. Cô đem phiếu người nào mà thí dụ như tàn tật hay bệnh già mà neo đơn rồi đó. Hoàn cảnh khó khăn thì cô sẽ đem lại tới nhà. Giờ bữa giờ hai người ta lợi cái ngay cái ngày đó thì cô phát ra 200-300 thằng vậy đó. Vậy là dạ. Cô tự đi khảo sát cái gia đình đó luôn. Đúng rồi đó. Đi tới trong vùng hẻo lánh hay gì đó. Ồ. Là cái khu vực Mỹ Hội Đông mình này. Rồi mấy cái người mà có thể mà không có đi lợi lấy được á. Bệnh hoạn đó thì cô sẽ có người đưa tới nhà. Chứ dạ. Người ta nhiều khi người ta không có xe cộ phương tiện dạ. Người ta lãnh cái món quà của mình. Cô năm nay bao nhiêu rồi? Con xin phép bao nhiêu tuổi hả cô ha? 58 tuổi. 58. Cô hoạt động cái cửa siêu thị mình lâu chưa? Cũng 3 tháng rồi. Lý do sao mà cô Út lại làm cái siêu thị này? Tại thấy bà con đồ cũng thấy hoàn cảnh hơi khó khăn á. Dạ. Rồi cái mình thương những người nghèo số già mà không có để con cháu nuôi đó rồi dạ. Cái không có có được hạnh phúc như người ta vậy đó, cái mình thấy mình tội nghiệp. Vậy thì cái chi phí như là như thế nào hay cô Út ha? Chi phí để ở đây dạ. Đây là chú Út. Của cô. Tôi là Út Cọp. Dạ. Là từ cái tấm lòng của tôi, gia đình của tôi để mà tôi xây dựng lên, tôi giúp cho những bà con nghèo đó. Mình thì dòm lên thì mình không hơn người ta, nhưng dòm xuống thì mình cũng hơn nhiều người. Nhưng mà giờ phút này mình thấy những người khổ vậy đó, từ cái tâm mình ra để mình giúp đỡ cho những người qua cái mùa dịch. Rồi đó là tự gia đình của tôi đó để mà xây dựng lên làm.
chứ không có kêu gọi hùng ai hết trơn. Tự gia đình để mà thành lập nên làm vậy thôi. Đó, mình có bao nhiêu giúp bao nhiêu theo cái khả năng của mình. Còn bà con mạnh thường quân thấy mà có từ cái tấm lòng từ thiện thì em đến nơi để mà chung hùng vô đây để mình cũng phát cho những người nghèo. Đó, mình giúp đỡ cho những người khó khăn này kia. Chứ ngoài ra là mình không có ý định gì hết. Đó. Rồi cái này là tự gia đình của mình phát chứ không có hùng hợp với ai. Mình cũng không có kêu gọi ai. Thì những người nào có cái tâm thì người ta thấy cái chuyện mình làm được thì người ta đem đến để mà người ta giúp đỡ trong cái cửa hàng của mình vậy thôi. Cái chi phí là bao nhiêu ha chú? Cái chi phí xây dựng cái nhà này là khoảng 100 triệu. Dạ. Để mà mình ấy là tự mình làm ra. Cái mình xây dựng đầu tư về cái cơ sở của mình thôi. Dạ. Là khoảng 100 triệu. Còn ngoài ra thì những ba cái đồ sản phẩm này kia đó thì cũng của bà con. Dạ. Đem tới, thấy không? Những người mạnh hùng quân xa gần thì người ta đến để mà người ta giúp chung vô rồi mình để lên mình phát đó. Khi nào mà sau này mà nếu mà thời gian mà mạnh thường quân ít giúp thì tôi xuất gia đó để mà tu phát cho bà con. Dạ. Theo cái khả năng của mình đó, có nhiều thì mình giúp nhiều, có ít thì mình giúp ít. À, hàng ngày thì cái công việc của chú Út với Thí Múc là mình làm gì hả chú ha? À, chú làm cơ sở lò gạch đó. Dạ. Thì cách đây là khoảng vài chục thước. Dạ. Tại cái phần đất nhà không đó, thì cơ sở lò gạch của chú thì làm nay là 40 năm đó, từ năm 80 tới bây giờ đó, thì chú cũng có chút đỉnh rồi đó, vì giờ này là cũng lớn tuổi đó, năm nay cũng 60 tuổi rồi. Thành bởi vậy đó mình thấy cái việc xã hội bà con người ta cũng khổ quá, rồi mình dính chút đỉnh ra để mình giúp cho bà con. Dạ. Chú có con cái gì không chú? Chú có ba đứa con, ba đứa con gái. Dạ. Ừ, ba cô công chúa. À, ba cô công chúa lập gia đình hai cô. Dạ. Cô thứ nhất thì ở bên Úc. Dạ. Ừ, cô thứ nhì thì có chồng về Cần Thơ. Dạ. Còn cô thứ Úc thì đang ở Long Xuyên. Ừ. Vậy thì lúc mà chú lập, cô với chú có ý tưởng là lập ra một cái siêu thị như thế này thì con cái có phản ứng gì không chú? Không, chú cái ý nghĩ ra thì cũng có bàn bạc với vợ con, nhưng mà vợ con thống nhất. Dạ. Vợ với con đều thống nhất, ba làm cái điều đó là tốt nhất. Dạ, tại cái việc làm này là cũng là việc làm ý nghĩa cho đúng cái xã hội. Dạ. Giờ cũng bà con xung quanh là nhiều người cũng ủng hộ. Dạ. Nói là trong làm cái việc mà xã hội này nó rất tốt, ít có ai làm được. Từ ngay chỗ đó nhiều người động viên mình thì mình cũng là phấn khởi để mình hăng hái mình làm cái chuyện này. Dạ. Nhưng mà làm được rồi mình thấy trong lòng mình vui vẻ lắm, mình thoải mái. Ừ. Chú Út cho con hỏi là khi mạnh thường quân thì mình làm là tự cá nhân mình làm thôi. À. Bằng làm về vì một cái tấm lòng của mình thương người. Thì cũng có nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân cũng như là số chi phí của chú Út bỏ ra. À. Thì khi mà sau này ví dụ như mạnh thường quân họ không có cùng hỗ trợ với mình thì chú Út với lại cô Út có tự làm nữa không hay là như thế nào? Cái đó thì mình phải tự làm, vì mình hứa với lòng mình phải làm cái chuyện đó, nhưng mà theo cái khả năng của mình. Đó. Khi mà mạnh thường quân yếu thì mình không có đủ cho bà con thì tự chú bỏ tiền túi ra để mà chú giúp cho bà con. Nhưng mà chú giúp thì cũng có cái giới hạn. Yeah. Chứ không phải mà chú giúp mà đầy đủ như là có mạnh thường quân. Nếu mà mạnh thường quân giúp nhiều thì chú phát ra nhiều. Thì trong cái thời gian này bây giờ là chú phát là một tháng là chú phát hai lần. Bữa rằm với bữa 30. Rằm âm lịch, 15 âm lịch. Bữa rằm âm lịch, bữa 30 âm lịch. Chú phát như vậy là mỗi một lần phát như vậy nó có 200 phần. Một ngày vậy hả chú? Ngày rằm. Ngày rằm với ngày 30. Mỗi ngày đó chú phát ở chừng 200 phần. Thì mỗi một phần như thế là mà sẽ được nhận tất cả các đồ ở trong đây hay là như thế nào chú? Chú cho nhận là tất nhiên đó là cũng như nước tương, rồi dầu ăn, bột ngọt, đường, muối, tương hột này kia với gạo. Dư gạo là 5kg. Thì mỗi một cái món quà mình cho bà con gì đó khoảng 100 ngàn. Yeah. Nhưng mà cũng đầy đủ ha. Cũng đầy đủ hết. Nhiều yếu phẩm cần thiết. Quần áo thì quần áo mới. Yeah. Chú không có nhận quần áo cũ. Yeah. Chú nhận quần áo mới không à. Chú sợ cái bệnh hoạn cái mùa Covid này đó. Dạ, yeah, cũng mình sợ lây lan này kia. Mình bà con tới ai cho quần áo mới. Nhưng mà cũng có nhiều người cửa hàng là quần áo này kia đó. Yeah. Người ta đem tới người ta cũng cho mình đó, quần áo mới không.
Dạ chú ơi, bây giờ thì ví dụ như là chú nhận quà của Mạnh Thường Quân đó, là cô chú nhận bằng hiện vật hay là có nhận tiền hay không? Kể như là mình nói chung đi, bà con nếu giúp cái nào thì mình nhận cái đấy. Dạ. Nếu mà nhận hiện vật thì là mình lấy cái hiện vật, còn nếu mà ai giúp qua tiền thì nhiều khi người ta chuyển. Dạ. Đó, rồi mình cho cái số tài khoản người ta chuyển qua, rồi mình lấy cái tiền từ đó mình mới mua đồ ra. Dạ. Đó, để mà mình phát cho bà con. Ồ, đó tốt. Thì hoạt động đến nay thì từ mùa Covid trước thì đến nay cũng hơn 3 tháng rồi chú. Dạ. Con mong thì cái siêu thị này là siêu thị tình thương mà, không đồng mà. Dạ. Con chúc cô chú Út với lại thím Út sức khỏe dồi dào nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ.